Chào các em học sinh khối 6. Trong khóa học ôn tập kiến thức hè này, buổi đầu tiên cô sẽ tổng kết lại một số phần kiến thức của toán lớp 6. Cụ thể, trong buổi thứ nhất, chúng ta sẽ cùng ôn tập về tập hợp, phần tử của tập hợp và tập hợp con. Sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục nói về nội dung số tự nhiên và dấu hiệu chia hết. Cuối cùng, sau khi đã nói xong hai phần kiến thức này, ta sẽ nói về bội và ước, về số nguyên tố và cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Như vậy, buổi thứ nhất, chúng ta sẽ có 3 phần nội dung kiến thức như thế này. Đầu tiên, chúng ta sẽ vào nghiên cứu về tập hợp, phần tử tập hợp và tập hợp con. Về kiến thức thì các em đã được học, bây giờ cô sẽ nêu ra một số dạng bài tập. Bài tập đầu tiên là rèn kỹ năng viết tập hợp và tập hợp con. Các em hãy cùng làm các bài toán như sau. Viết tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 10, nhỏ hơn 50. Chúng ta đã biết có hai cách để viết tập hợp, đó là liệt kê các phần tử và chỉ ra các tính chất đặc trưng. Vậy thì cách thứ nhất, ta liệt kê phần tử từ 12, 14 vân vân đến 46 và 48. Cách thứ hai, chúng ta nêu ra tính chất đặc trưng của tập hợp này. A là tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 10 và nhỏ hơn 50. Bài tập thứ hai, liệt kê một tập hợp con của tập hợp B bao gồm các phần tử 1, 2 và 3. Chúng ta đã biết tập hợp B được gọi là tập hợp con của tập hợp A nếu như mọi phần tử của B đều thuộc tập hợp A. Như vậy ở đây chúng ta có thể liệt kê ra khá là nhiều tập hợp con của tập hợp B. Đó là tập hợp C bao gồm phần tử 1, 2 hoặc tập hợp D chỉ bao gồm phần tử 2, vân vân. Các em có thể liệt kê ra thêm các tập hợp con của tập hợp B. Dạng thứ hai, chúng ta làm các bài toán cần phải xác định số phần tử của một tập hợp. Bài toán thứ nhất, x là tập hợp số tự nhiên nhỏ hơn 10, hãy tính số phần tử của x. Để tính số phần tử của một tập hợp, chúng ta cũng có hai cách. Trước tiên thì chúng ta sẽ liệt kê, hay nói cách khác là viết ra tập hợp đó. Cách trực tiếp nhất, chúng ta có thể đếm số phần tử. Ở đây ta thấy rằng tập hợp x sẽ có 10 phần tử. Tuy nhiên, có rất nhiều tập hợp mà chúng ta không thể đếm được trực tiếp. Vậy thì, chúng ta sẽ phải có cách tính khác. Các em hãy chú ý vào bài toán khá quen thuộc sau. Hoa đánh số một quyển vở dày 234 trang. Hỏi Hoa đã phải viết bao nhiêu chữ số để có thể đánh hết được quyển vở này. Bài toán này, chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên, ta thấy rằng từ trang 1 tới trang 9 thì chúng ta cần 9 chữ số. Tiếp theo, từ trang 10 tới trang 99, ta tính được là có 90 trang, mỗi trang lại bao gồm 2 chữ số. Vậy thì ta cần 90 x 2 bằng 180 chữ số. Hoàn toàn tương tự như vậy, từ trang 100 tới trang 234 có 135 trang, mỗi trang cần 3 chữ số, như vậy cần tổng cộng là 405 chữ số. Và tới đây chúng ta sẽ suy ra được Hoa cần viết số chữ số là tổng của 3 số 9, 180 và 405, kết quả là 594 chữ số. Đây là một bài toán mà các em đã được gặp rất nhiều khi học về tập hợp và tính số phần tử. Tiếp theo chúng ta nói về nội dung số tự nhiên và dấu hiệu chia hết. Một số lý thuyết có liên quan đó là số chẵn và số lẻ. Số tự nhiên chẵn là các số có tận cùng, là các chữ số 0, 2, 4, 6 và 8. Số lẻ là các số tự nhiên còn lại, có tận cùng là 1, 3, 5, 7 và 9. Về cách ghi số tự nhiên thì chúng ta thấy rằng số tự nhiên sẽ có các hàng và các lớp. Ví dụ như là hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, vân vân. Chúng ta chú ý rằng số tự nhiên được ghi dưới dạng thập phân, nghĩa là hàng đứng trước sẽ gấp 10 lần hàng đứng sau. Hai số tự nhiên liên tiếp nghĩa là hai số tự nhiên hơn kém nhau một đơn vị. Về cách phân tích cấu tạo một số tự nhiên thì chúng ta chỉ việc nhân chữ số với giá trị của hàng tương ứng.
Dấu hiệu chia hết. Các em đã được học dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5 và 9. Ngoài ra chúng ta cũng có học thêm về dấu hiệu chia hết cho 4, 8 v.v. Các em có thể tìm hiểu thêm. Ngoài ra chúng ta cũng có học về tính chất chia hết của một tổng. Đó là một số nội dung chính trong chương này. Các em có thể tìm hiểu thêm ở các bài giảng chi tiết trong khối lớp 6. Tới đây cô nêu ra các dạng bài tập mà thường gặp. Dạng 1 là phân tích số. Cụ thể, tìm một số, biết khi thêm chữ số 8 vào bên phải số đó, ta được số mới lớn hơn số đã cho 1.133 đơn vị. Để làm được bài toán này thì chúng ta cần phải phân tích được cấu tạo số. Đầu tiên ta gọi số cần tìm là A, B, C. Sau khi chúng ta viết thêm chữ số 8 vào bên phải số này, ta được số A, B, C, 8. Và theo đề bài chúng ta có A, B, C, 8 trừ đi A, B, C bằng 1.133. Phân tích cấu tạo số A, B, C, 8 sẽ bằng A, B, C nhân 10 bởi vì C ở vị trí hàng chục cộng với hàng đơn vị là 8 trừ đi A, B, C. Chúng ta tiếp tục rút gọn thì thấy rằng ABC nhân 9 sẽ bằng 1.133 trừ đi 8. Nghĩa là ABC nhân 9 bằng 1.125, chúng ta tìm được ABC bằng 125 và nó thỏa mãn điều kiện ở trên này. Từ đó ta suy ra số cần tìm là 125. Dạng thứ 2, chúng ta nói về dấu hiệu chia hết. Tổng sau có chia hết cho 8 hay không? Cô có tổng A bằng 80 cộng 48 cộng 7. Rất dễ dàng ta thấy ngay 80 chia hết cho 8, 48 cũng chia hết cho 8 nhưng 7 thì lại không chia hết cho 8. Chính vì thế tổng này không chia hết cho 8. Dạng thứ 3, tìm số để tổng hoặc hiệu chia hết cho một số. Cụ thể, tìm dấu sao để 183 cộng với 3 sao 5 chia hết cho 3. Trước hết ta nhận xét 183 đã chia hết cho 3 rồi, vậy để tổng này chia hết cho 3 thì số này phải chia hết cho 3. Tới đây chúng ta vận dụng dấu hiệu chia hết cho 3 thì thấy rằng 3 cộng sao cộng 5 phải chia hết cho 3 hay là 8 cộng sao chia hết cho 3. Từ đó chúng ta suy ra sao có thể bằng 1, 4 hoặc 7 bởi vì nó là chữ số nên nó phải là số tự nhiên nhỏ hơn 10. Từ đó chúng ta suy ra có 3 giá trị của dấu sao thỏa mãn điều kiện. Bài tiếp theo, chứng tỏ rằng tích 5n cộng 7 nhân 4n cộng 6 chia hết cho 2 với mọi số tự nhiên n. Bài này chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất, cô sẽ thực hiện phép nhân. Nhân lần lượt thì ta thấy rằng 20n bình chia cho 2, 58n chia cho 2 và 42 cũng chia cho 2. Vậy thì tổng này sẽ chia cho 2. Cách thứ hai, chúng ta thấy ngay đây là một tích mà trong đó có thừa số 4n cộng 6 chia cho 2. Chính vì thế tích này sẽ chia cho 2. Phần thứ 3, cô sẽ nói về bội và ước, về số nguyên tố, về hợp số và cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Đối với chương này, chúng ta có các nội dung chính, đó là ước và bội của một số, cách tìm bội và ước của một số, số nguyên tố, số hợp số là những số như thế nào, cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Cô cũng sẽ nêu ra các dạng bài tập. Đầu tiên đó là bội và ước của một số. Chứng tỏ rằng A bằng 5 cộng 5 bình cộng 5 mũ 3 cộng vân vân cộng tới 5 mũ 8 là bội của 30. Để có thể chứng minh tổng này là bội của 30, chúng ta sẽ tìm cách tách ghép sao cho biến A thành một tích mà có chứa thừa số là 30. Dựa vào lối tư duy đó thì ta thấy rằng 5 cộng với 5 bình thì bằng 25 cộng 5 và bằng 30. Tương tự như thế, chúng ta ghép các thừa số mà hơn kém nhau 5 lần. Sau đó, chúng ta sẽ lần lượt vận dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Tới đây thì ta thấy rằng
A sẽ chính bằng 30 cộng 5 bình nhân 30 cộng vân vân cộng tới 5 mũ 6 nhân 30. Và từ đó chúng ta suy ra nó bằng 30 nhân 1 cộng 5 bình cộng 5 mũ 4 cộng 5 mũ 6 và nó đã chia hết cho 30. Như vậy A là bội của 30. Dạng thứ hai, chúng ta cần phải chứng minh số nguyên tố và hợp số. Cô nhắc lại, các số nguyên tố là các số chỉ có ước là 1 với chính nó. Và các số tự nhiên còn lại là các hợp số. Vậy em hãy trả lời câu hỏi sau. Tổng hiệu sau đây là số nguyên tố hay là hợp số? Cô có hai tổng và hiệu tương ứng. Đầu tiên, đối với tổng thứ nhất, chúng ta nhận ra ngay cả hai số hạng đều chia hết cho 5. Vậy thì tổng trên là hợp số bởi vì nó có ước là 5, khác 1 về chính nó. Đối với hiệu thứ hai thì ta thấy rằng số bị trừ chia cho 15, số trừ cũng chia cho 15 và tất nhiên hiệu này sẽ lớn hơn 15. Chính vì thế hiệu này sẽ có ước là 15 và chúng ta suy ra được nó cũng là hợp số. Dạng thứ ba, chúng ta cùng nói về cách phân tích một số thành thừa số nguyên tố. Cụ thể, hãy phân tích 900 và 308 thành các thừa số nguyên tố. Đầu tiên, chúng ta cứ chia lần lượt cho số nguyên tố nhỏ nhất là 2. Được 450, tiếp tục chia cho 2. Tới đây thì chúng ta sẽ chia cho 3, được 75. 75 tiếp tục chia cho 3 thì được 25. Và 25 chúng ta chia 5, được 5. Sau khi chia 5 thì kết quả là 1. Tóm lại, 900 sẽ bằng 2 mũ 2 nhân 3 mũ 2 nhân 5 mũ 2. Tương tự, 308 chúng ta chia cho 2, kết quả là 154. 154 chia 2 được 77. 77 chúng ta phân tích thành hai số là 7 và 11. Từ đó 308 thì bằng 2 mũ 2 nhân 7 nhân 11. Bài toán này thì giúp chúng ta ôn lại công thức tính ước dựa vào phân tích thừa số nguyên tố của một số. Cụ thể, số 7875 có bao nhiêu ước? Tất nhiên, chúng ta cũng có cách là liệt kê tất cả các ước của số này rồi đếm, nhưng cách đó rất là lâu. Vậy thì chúng ta sẽ dựa vào công thức. Nhưng trước khi vận dụng công thức thì chúng ta cần phải phân tích số này thành các thừa số nguyên tố. 7875 sẽ bằng 3 bình nhân 5 mũ 3 nhân 7 và khi đó chúng ta tính được số ước của nó là 2 cộng 1 nhân 3 cộng 1 nhân 1 cộng 1 và bằng 24 ước. Cụ thể, số ước của một số chính bằng tích các số mũ trong thừa số nguyên tố cộng thêm 1. Như vậy là với buổi học ngày hôm nay, cô đã giúp cho các em có thể ôn tập lại 3 phần nội dung kiến thức của chương trình toán lớp 6. Sau khi xem xong bài giảng thật là kỹ, các em hãy làm các bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận để có thể củng cố và nắm thật chắc phần kiến thức. Nếu như có câu hỏi hoặc những gì thắc mắc, các em có thể đăng ở mục thảo luận hoặc là inbox trực tiếp cho cô. Các em cũng đừng quên theo dõi kênh YouTube của olm.vn để có thể nhận được những thông báo sớm nhất liên quan tới buổi học tiếp theo. Cảm ơn các em đã lắng nghe bài giảng và hẹn gặp lại các em trong các buổi học tiếp theo.